anh em nhá. Đây, anh em này nhìn cái lăng xê top 1 của Việt Nam này, nhìn thấy chưa? Đấy, tôi nhập loanh quanh làm mấy trăm bộ mà bây giờ chỉ còn tầng này thôi mà thời gian rất ngắn. Anh em thấy khủng khiếp không? Quá trình là khủng khiếp luôn. Thì tối nay mình sẽ đi câu lăng xê. Câu hôm trước mình livestream mình rủ có mấy anh em đấy. Có hai anh em để lại số điện thoại thì mình có rủ, nhưng mà hôm nay tất cả hai đều bận hết rồi. Đây lăng xê hôm lần trước đi câu về để ở trên máy tính này. Đồ câu để đây cho nó khô. Đây, bây giờ lôi ra. Mồi chọn rồi, bây giờ lôi ra nắm mồi. Hôm nay mình sẽ đi câu đêm anh em nhé. Muốn có anh em nào đi câu cùng nhưng mà không có ai nên phải chịu thôi. Đi một mình. Hello anh em nhá. Mồi lăng xê mình trộn rồi, đây là lăng xê. Lâu lắm rồi thì mới đi câu, thì hôm nay mình đi câu hôm trước hò hẹn đấy, nhưng mà có hai bạn thì gọi điện, một bạn lại bận, một bạn thì không nghe máy. Thế là hôm nay mình đi câu đêm. May mắn là rủ được thêm một thằng cu em nữa, thì cái hồ câu này tính đến thời điểm hiện tại là nửa năm là không thả cá nha anh em nhé. Tỷ lệ móm là 98%. À, có nghĩa là mình ngồi hy vọng là chỉ cần câu đêm khoảng tầm từ 7 giờ tối. Mình sẽ ngồi đến khoảng 2-3 giờ gì đấy. Mong là bắt được chỉ cần một con thôi. To to là được, nó khoảng tầm trên cân là được. Bởi vì cái hồ này câu vui chơi giải trí thế mà nhá. Đi cho nó đỡ nhớ thôi. Chứ còn hồ này thì không có nhiều cá nhé. Cái hồ tôi hay câu đấy anh em, 100.000 ngồi bét nhà đấy. Nhưng mà cái hồ này do là sắp giải phóng mặt bằng, thế là người ta không thả cá rất lâu rồi. Ở đây thì mình sẽ nắm mồi trước. Nắm trước 3 cục, và hôm nay đi câu tối thì mình sẽ mang rất nhiều lăng xê. Mình sẽ mang 6 cái lăng xê cơ. Đánh thì chỉ 2 cần thôi. Thế nhưng mà mình đề phòng bị đứt, nếu mà ban ngày đứt hỏng hết các thứ hoặc các thứ thì mình còn về nhà mình lấy được, chứ còn ban đêm thì phải mang đi để đề phòng thôi, cũng giống như kiểu là mình đi câu xa, mang đi đề phòng, những cái không mong muốn. Ok, 2 cục. Đó, 5 lăng xê câu cả đêm này, trộn mắc phê luôn. Hôm nay có một anh em ở trên kênh thì bảo mình trộn mồi cho, nhưng mà mình lười không trộn, anh em thông cảm. Mà tại vì mình không phải là cái bán cái mồi này, mình chỉ trộn để đi câu thôi. Thế còn cái mồi kia thì mình có bán, thì anh em lấy về rồi thì cứ thế làm theo hướng dẫn thôi. Đó, có mấy 3-4 thứ thôi, không nhiều đâu. Đó. Thiếu một hạt xốp. Bây giờ thì cũng mới khoảng gần 6 giờ tối thôi. Mình xuống đến hồ, còn tí nữa còn cơm nước các thứ thập cẩm chỉ khơn. Xuống đến hồ thì muộn rồi. Còn xuống đến hồ chắc là khoảng 8 giờ tối, 7, chắc là phải 8 giờ tối đấy. Bao nhiêu mồi này mà để chỉ hy vọng bắt có một. Vâng anh em, loanh quanh 9 giờ tối mình mới xuống đến hồ này. Đây, cô em thì tí nữa nó mới xuống, nên là mình xuống mình không quay phim được. Không nhờ ai quay được, này, tối quá này. Có thế nào, cam mở thế nhá. Đấy anh em. Chuẩn bị một cây thuốc này. Rồi, đây là mồi lăng xê. Đây là mồi lăng xê này. Còn đây là một cần, này nha anh em nhé, một cần mấy cả đây, tôi lắp phao vào.
Hồ câu này khoái nhất Hà Nội anh em nhé. Tỷ lệ móm nó rơi vào 98% nhé. Mình ngồi đến 4 giờ sáng. Hôm nay ngồi chày cối thử xem có được con gì không. Vị trí là 9 giờ 10, 11, 12, 13, 14. À quên, 19, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 tiếng. Nhưng mà không biết là chủ hồ lâu rồi tôi không câu đêm, không biết là người ta còn cho câu không. Đấy, tôi vừa ném xong. Ôi, tôi vừa ném xong hình như là phao hơi hơi mất máy anh em ạ. Tôi đang quay phim thì phao hơi hơi mất máy. Rồi, tí nữa thì cô em nó xuống, nếu mà được cá thì mình sẽ quay thôi. Còn không được thì thôi. Đấy, mình hy vọng bắt được một hai con thôi là hạnh phúc lắm rồi. Đó, đổ câu này, một mình thôi. Cô em tí nữa nó mới xuống, chắc là 10 giờ nó mới xuống. Rồi, chào anh em nhé. Hôm trước mình có livestream mới rủ anh em đi câu, thì hôm nay mình có gọi điện cho hai anh em hôm trước để lại số điện thoại, thì nhưng mà hai anh em đấy một người thì bận và một người thì cũng có hẹn, nhưng mà không biết là có câu hay không, mình không rõ. Ok anh em, thì hiện tại thì chỉ có một mình thôi nhé. Đây là con đầu tiên sau khi ngồi được gần một tiếng đồng hồ. Đây, anh em đó, một con rồi. Vâng, ok. Trời ơi, khá hơn hơn cân. Đấy, cân cân 3 cân 4. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi anh em ơi. Ngon rồi, ngon rồi. Đây anh em. Đây cô em vừa xuống xong phát nha, 9 rưỡi tôi xuống thì nó xuống giờ hơn hơn 10 giờ một tí thôi. Cẩn thận, cẩn thận. Đấy. Hơn cân nha anh em nhá, phải cân 3 cân 4 đấy. Tôi khao khát được một con nhưng mà mừng quá, xuống được gần tiếng đồng hồ đóng con đầu tiên rồi. Trời đẹp quá anh em. Ngon luôn. Máy lăng xê nhá. Nó lôi một phát phi cần tí nữa thì xuống hồ, nên là tôi không không có thời gian để mà anh em ơi dính cá rồi nè. Dòng luôn. Đây anh giữ em cho cái lăng xê ra. Cho cái lăng xê ra trước cho nó đỡ vướng. Wow. À, câu tối đêm ra nè. Quay phim nó không được ngon như ban ngày. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Tôi khát khao được một con. Thôi nhưng mà bây giờ đã được một con rồi. Úi trời ơi, đẹp nhá anh em nhá. Đó, nhìn anh em so sánh với cả cái chân nhá. Ngon rồi, đây con đầu tiên. Không, cu em số nó đỏ, nó vừa xuống phát thì thằng này chắc cũng sát cá đấy. Vừa xuống phát thì nó lôi luôn. Lôi cần tí bạn nước. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Đấy, câu buổi tối. Tôi còn chỉ sợ móm đấy, nhưng mà may hôm nay dính rồi. Dính rồi, nó nhảy như là Trương Phi anh em ạ. Rồi, ok, một con ngọt choét rồi. Con đầu tiên anh em nhá, sau gần một tiếng đồng hồ. Ok, thế là mừng lắm rồi. Chút nữa được thì mình sẽ quay tiếp anh em xem. Úi xời, quá rực rỡ. Rồi bây giờ mình ném lăng xê tiếp đây. Anh em ơi anh em, đóng hàng to nhá. Có vẻ là rất chi là to đấy, không biết là như nào. Ôi ôi, cong cần, quay đầu cần cong. Anh cho ra ngoài đi không? Anh em ơi, hồi hộp lắm, chưa biết là con gì. Ủa đây, trôi 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 trôi. Ui, hai cần lôi vào một. Có vẻ cũng to đấy. To. Ui. Ui. Đó, thôi, thôi, thôi. Ôi trời ơi, tưởng to, thất vọng quá anh em ạ. Chắc là cân thôi. Lúc lúc phải cần như vậy rồi. Anh em này chắc được khoảng cân đây, giữa đó anh em ơi, sau khoảng một tiếng nữa, chưa đến một tiếng nữa lại được một con nhé, chưa đến 11 giờ nhé anh em nhé.
nó yếu pin rồi, em tắt đi, bật đèn pin soi hộ anh em này. Rồi. Anh em nhá, dính cá rồi, bị mắc ở dưới hồ, tôi phải lội xuống cho lấy. Quay cái hàng của anh. Đây anh em, lại được tên nữa rồi. Tát chết rồi nhỉ. Ôi, anh em, con trôi thứ ba nhá. Con này tôi mới nhảy xuống hồ đấy, vừa nhảy xong này, chân toàn bùn này anh em này. Đây, anh em nhìn so sánh với cả bàn chân nhá. Hai con to rồi, hai con to, một con gần to. Ba con này anh em nhá, sướng quá, quá hạnh phúc. Trong khi đấy mơ tưởng có một con. Ok anh em. Đó, hàng. Con thứ ba này, con thứ ba nhé. Bây giờ mới khoảng gần 12 giờ thôi, đã được khoảng cho là 3 tiếng đấy, 9 rưỡi xuống, 10 rưỡi 11 rưỡi, chưa được 3 tiếng, 3 con thôi. Tôi ngồi đến khoảng 3-4 giờ sáng, nếu mà chủ hồ mà không nói thì cứ ngồi 3-4 giờ sáng về. Em ơi, cho túi lên đây thả cá thôi. Anh đi rửa chân phát này, con này vừa lội hồ đây anh em nhé. Đấy, hai nhóc rồi, toàn khủng long bọ chúa ở cái hồ này thôi. Hồ này như này là quá khủng long bọ chúa, tôi còn tưởng móm cơ. Hai con đấy to nhất nhỉ. Vâng nhỉ, đấy to nhất, xong đến con này, con này nó lôi cần cái dòng phê tối rồi. Đây mà là hôm ban ngày thì tôi quay cho anh em xem thì phải nói là phê. Ok anh em, chút nữa còn có hàng thì mình lại quay tiếp. Anh ơi, anh em ơi, hàng khủng long. Mẹ nhá. Trôi à? Trôi ơi. Quay đi thành với đó. Anh
anh em, con thứ tư nhá. Mu đây, mu mu gồ đấy, mu gồ đấy. Mày lưỡi nó đóng thẳng mồm này. Con này cũng to anh em ạ. Ôi giời, nó lôi sướng. Bây giờ mấy giờ thì tôi không rõ nữa, là chắc hơn 1 giờ rồi. Đây, quay để anh thay một cục mồi. Đấy, cá mú kệ nó anh em ạ. Này nào, đây nó lại móc cái linh cước ở đây nữa này. Nào mình móc vào nó cứ bị kẹt. Anh em lôi sướng lắm nhá. Rồi con thứ tư rồi anh em nhá. Anh kiểm tra lại cái dao kia đi. Ngon ngon. Đây này. Ui, dính cái bộ đông xê kìa. Ngon này. Dính cái bộ này vào đây. Tí mất. Anh em thứ tư nha. Đấy, nhìn xa thì bé thế thôi, nhưng mà anh em nhìn này, không bé đâu. Con này em phải cân mấy. Ok. Đây anh em xem. À thôi được rồi, tắt đi. Anh chim chóc. Anh em nhá, đúng 3 giờ nhá. 3 giờ, 3 giờ kém mấy phút. Đây, hành lý thu dọn hết rồi. Quẹo rồi. Mất thêm một cái lăng xê nữa là mất hai cái lăng xê anh em ạ, vì nó kéo vào trong cây. Mang 4 bộ đi thì còn được thêm một con nữa, là hôm nay được 4 em. Dây kinh quá. Bốn em toàn em to thôi các bạn nhé, toàn con to thôi nhé. Ok, mình kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các anh em ở các video khác nha. Hôm nay được 4 con nhưng mà toàn con to thôi. Đó. Đen cái là lúc livestream cho anh em thì nó chưa đóng. Ok anh em. Goodbye see you again. Đó. Anh em nào chưa đăng ký kênh của mình thì đăng ký đi nhá. Đăng ký để theo dõi những cái video của mình đi câu. Đăng ký thì nhớ bật chuông lên nha. Ôi, quá ngon luôn.